Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại máy thái thịt bên mình. Đây, máy thái thịt bên mình đây. Máy có chiều cao là khoảng 25 cm, chiều ngang là cũng tầm 25 cm. Đây là lưỡi dao của máy đây. Máy này thì bên mình có các loại kích cỡ như là 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 3 ly rưỡi. Máy này thì rất phù hợp cho các bạn nào mà kinh doanh như quán phở này, thịt bò. Có máy này để thái thịt bò, thịt lợn, cơm rang, thịt dê, thịt bê, nói chung là nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ thái thử cho các bạn xem. Mình không thái thịt, mình sẽ thái một số như là mẫu giấy như này cho các bạn xem. Bây giờ là mình sẽ bật công tắc. Đây. Máy thái rất là đều nhá, và thái rất là nhanh. Đây, mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đây: 0904432111, 0934468222, website là xưởngmaythanhhoa.com. Đây.